Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dự và cùng trao tặng 40 sổ bảo hiểm xã hội và 60 thẻ bảo hiểm y tế cho 100 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. Kinh phí cho chương trình trao tặng này là do cán bộ nhân viên Ngân hàng Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank hỗ trợ, cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam trao tặng cho hơn 12.000 người dân tại 18 tỉnh thành trên cả nước. Thành phố Đà Nẵng được Bảo hiểm xã hội Việt Nam phân bổ 170 sổ bảo hiểm xã hội và 420 thẻ bảo hiểm y tế với tổng trị giá gần 944 tỷ đồng. Đây là chương trình thường niên của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội các địa phương nhằm góp phần hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, có nguồn thu nhập ổn định khi không còn sức lao động. Phát biểu tại buổi trao tặng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, chương trình hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế là hai trụ cột chính trong các chính sách an sinh xã hội tại Đà Nẵng. Thành phố đang phấn đấu tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để mỗi người dân đều được hưởng chính sách phúc lợi xã hội, chăm sóc sức khỏe toàn dân, đồng thời đánh giá cao chương trình an sinh đầy ý nghĩa nhân văn này và ghi nhận những tình cảm, sự sẻ chia của cán bộ nhân viên hệ thống Vietcombank cả nước. Mong muốn mỗi người dân hiểu đúng giá trị của chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế để nỗ lực tiếp tục duy trì trong thời gian tới.